Hello teacher, I wish you have a nice day. Today I talk about I wish you have a nice day. Là nice day là sau 9 ngày hả? Nice day đúng không? About things in my house. How about my things in my house? How the first is the window. Gì? Window. There is the curtain. The curtain. On the floor is a desk. On the floor there is a desk. Trên cái sàn có một cái bàn. On is some book and there are some books on the desk. Được chưa? In a flower vase. In a flower vase. And this is a white and black picture. Nó là black and white. Đó là cụm ta hay nói vậy, black and white, nhưng nó white and black. White glasses. I don't have a air condition. But I don't have an air conditioner. I don't have an AC. Cái AC đi cho ngắn nha. I have a mini fan. Rồi. And over there is the kitten. Kitchen. Ừ, kitchen. Chứ kitten gì? Kitten là con mèo con. This is a electric store. Electric store hả? Electric stove. Store là cửa hàng. Stove mới là cái bếp chứ. Near is wiper. Hả? Wiper hả? And this is the cupboard. Cupboard đó hả? Cái cupboard là cái tủ chén. Cái cupboard là cái tủ chén. Nó viết là cupboard nhưng mà đọc là cupboard. Rồi cái này mình gọi là cái dish rack, là cái kệ chén thôi. There are chopsticks. Chopsticks. Bà chop thịt luôn. Spoon. Spoon đúng. Bowl. Bowl. Cái bowl chứ không phải là pool. Âm bờ ha. And pot. 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 Có một cái hả? Hay nhiều cái? Pot một cái thôi. Behind me is a black fridge. Cái tủ lạnh màu đen. The last is the bathroom. The last one is the bathroom. Bathroom. If anything go wrong, please let me know. Có nãy giờ quá trời luôn. Thank you watching my video. Goodbye teacher. See you tomorrow. Okay, see you. Chung là trời dễ thương quá. Chung là bé có rất là cố gắng làm video rất là hay. Ha, thì có một lỗi những cái lỗi nhỏ thì cô đã sửa rồi ha. Cố gắng. Thank you.